là trong cõi đời này, thì nhất là thời buổi này, chưa bao giờ chúng sanh khổ sở và đau đớn bằng thời này. Những ai lớn tuổi thì biết, mà lúc mình còn trẻ mấy 3, 4, 5, 70 năm về trước thì cuộc sống tương đối dễ dàng, thanh thản. Còn cuộc đời bây giờ chất chất lên ngút trời, phương tiện hưởng thọ đầy đủ, chúng sanh khổ sở vô cùng. À, thì chúng ta biết rồi, cái đó tôi khỏi nói, Phật tử chắc rành hơn tôi. Thì theo trong kinh đó thì thời buổi này là thời mạt pháp, thì bất cứ cái gì trời hiện tượng giới cũng có thành trụ hoài không. Thì đạo Phật cũng thế, và địa cầu này cũng thế, thời thành thời trụ, bây giờ thời hoài. Thì pháp của Phật cũng vậy, từ chánh pháp, tượng pháp cho tới mạt pháp. Chánh pháp thì theo Đức Phật là 1000 năm, vì thâu người nữ còn 500. Còn tượng pháp thì 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Tức là từ 1500 năm về sau là mạt pháp. Mà Phật Thích Ca tới bây giờ là 2000 mấy trăm năm rồi, thì đang trong thời mạt pháp. Thời này là thời tranh đấu kiên cố giữa thế giới, chiến tranh giữa các tôn giáo, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh giữa cái gia đình, anh em, cha mẹ, chiến tranh. Thì còn tới giữa mình với mình, chiến tranh là mình không có giữ ý với mình. Thì người ta rất sợ vấn đề mà thế giới chiến tranh. Thì bây giờ mới có vấn đề mà cầu nguyện hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và người ta sẽ nói rằng ngày 21 tháng 12 gì đó, năm Thìn năm nay nè, sẽ tận thế. Tức là quái kiện cầu này sẽ nổ, hoặc là có một trận chiến tranh lớn vô cùng để đào thải những người ác. Thành ra bây giờ chúng ta rất là sợ hãi. Nhưng mà cái đó có hay không? Có những người đó lợi cho tôi là tính tỏ giới để khỏi chết. Không nói tỏ giới rồi khỏi chết. Rồi thí dụ không có tận thế mình chết không? Rồi bây giờ chết hết một mình, bà cô huynh sống chịu không? Mà bây giờ có tận thế mà mình khỏi chết không? Chết thì ai hả? Sanh ra là phải có tử à? Có dĩ nhiên như vậy. Mà tại sao mình lại sợ chết? Mà mình không hiểu chết rồi về đâu? Cái quan trọng là chết là không có hết, vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chết cái này thì cái linh hồn, cái thần thức mình vẫn còn, và nó sẽ mang cái xác thân mới mãi mãi. Cái đó đúng là tôi phải giảng bữa nay, nhưng mà thời giờ nó có giới hạn, thì chúng ta phải hiểu.